Chỉ mất 5 phút, cao thủ võ lâm đã làm được điều này tại một tiệm điện thoại. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, trên các diễn đàn và các trang mạng dần dần nổi lên một video làm người khác hết sức kinh ngạc. Theo video, một cao thủ võ lâm đã cầm hung khí đe dọa nhân viên một cửa hàng điện thoại ngay giữa ban ngày, khiến dư luận cực kỳ bức xúc. Qua quá trình tìm hiểu thông tin, được biết vụ việc xảy ra tại một cửa hàng điện thoại di động trên đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh của camera ghi lại, bên trong cửa hàng khi đó có hai nhân viên, gồm một nam và một nữ. Một người đàn ông mặc quần lửng đen, khoác áo trắng bên trong có màu áo xanh biển, đội nón và đeo khẩu trang đã chậm chậm bước vào cửa hàng điện thoại di động. Tại đây, anh ta tiến lại khu vực quầy thu ngân, dùng hung khí có vẻ là một con dao để đe dọa hai nhân viên có mặt tại hiện trường, khiến hai người bật ngửa theo đúng nghĩa đen, ngỡ ngàng và ngơ ngác. Ngay sau đó, vị cao thủ đã nhanh tay mở két và bắt đầu vào việc như đúng ý đồ của mình. Về sau đó, chạy ra bên ngoài cửa hàng, chạy bộ đến con chiến mã đã đậu cách cửa hàng chỉ vài chục mét, sau đó rú ga bỏ chạy. Tất cả diễn biến của vụ cướp giữa thanh thiên bạch nhật này diễn ra chỉ trong vòng 5 giây. Cũng theo hình ảnh ghi lại, năm nhân viên của chủ cửa hàng đã cố gắng hết sức ngăn cản vụ cướp bằng cách dùng ghế chống cự. Tuy nhiên, vị cao thủ võ lâm kia đã nhanh chóng né được cú đánh từ chiếc ghế. Một nhân viên có mặt tại hiện trường cho biết, người đàn ông thực hiện vụ cướp là khách hàng quen của cửa hàng. Vụ cướp khiến cửa hàng bị thất thoát 7 triệu đồng. May mắn không ai bị nguy hiểm gì đến tính mạng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên cửa hàng đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Trị Đông A và Công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và trích xuất camera để điều tra, truy xét kẻ cướp. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đại diện Công an quận Bình Tân cho biết, quân triều đình đã bắt được kẻ gây án và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.